Xin chào các bạn. Campuchia, tên chính thức là Vương quốc Campuchia. Đây là một quốc gia có chủ quyền ở phía tây nam của bán đảo Đông Dương thuộc Đông Nam Á. Trước đây thì quốc gia này có tên gọi khác là Campot hay Cao Miên. Lãnh thổ của Campuchia ngày nay giáp với Thái Lan ở phía tây, giáp với Lào ở phía bắc và Việt Nam ở phía đông. Còn vịnh Thái Lan đem đến cho Campuchia một vùng lãnh hải nhỏ bé ở phía nam. Khu vực ngày nay được gọi là Campuchia đã có người sinh sống từ thời tiền sử. Năm 802 sau Công Nguyên đánh dấu sự khởi đầu của đế chế Khmer khi Yayavarman II thống nhất Chân Lạp và tuyên bố mình là vua của người Khmer với tên gọi Cambodia. Đế chế Khmer đạt đến đỉnh cao và trở thành đế chế lớn nhất Đông Nam Á vào thế kỷ 12 với việc quản lý một vùng lãnh thổ rộng tới 1.200.000 km², thời điểm được đánh dấu bằng việc xây dựng quần thể đền đài đồ sộ được gọi là Angkor Wat, Bayon và kinh đô Angkor Thom. Thế nhưng sau khoảng 900 năm suy yếu, Vương quốc Campuchia hiện tại chỉ còn diện tích khoảng 181.035 km², đứng thứ 8 trong tổng số 11 quốc gia Đông Nam Á và bằng một nửa diện tích Việt Nam, cùng với dân số khoảng 15.835.000 người, theo số liệu năm 2020. Về hành chính, toàn bộ lãnh thổ Campuchia được chia làm 24 tỉnh và một đơn vị hành chính đặc biệt, đó là thủ đô Phnom Penh. Tọa lạc tại vị trí trung nam Campuchia, chỗ hợp lưu của sông Tonle Sap và sông Mekong, thủ đô Phnom Penh, còn gọi là Nam Vang hay Nam Vinh, là thành phố lớn nhất cả nước với diện tích là 679 km² và ước tính có khoảng 2.282.000 người sinh sống. Phnom Penh được chọn làm kinh đô của Campuchia từ thế kỷ thứ 15 dưới triều đại vua Pol Heayat. Khi đó Angkor Thom bị quân Xiêm xâm chiếm, triều đình phải bỏ vùng tây bắc và rút về phía đông nam, khi đó lấy Phnom Penh làm đại bản doanh. Khi người Pháp sang lập nên bảo hộ trên xứ Campuchia thì họ cho đào kênh rạch, đắp đường xá, mở bến cảng thông thường. Đến thập niên 20 của thế kỷ 20 thì cảnh quan đẹp đẽ của Phnom Penh đã khiến nơi này có mệnh danh là Hòn Ngọc Châu Á. Thành phố này có nhiều tòa nhà mang ảnh hưởng kiến trúc Pháp cùng nhiều công trình đặc sắc của kiến trúc Khmer. Nổi bật trong đó là Wat Phnom, một ngôi chùa Phật giáo được hoàn thành vào năm 1373. Truyền thuyết kể lại rằng sự ra đời của Wat Phnom gắn chặt với sự khởi đầu của Phnom Penh. Năm 1372, bà Penh vớt được một cây gỗ trôi giặt trên sông. Trên cây gỗ là bốn bức tượng Phật. Bà đã cho đắp một ngọn đồi và một ngôi chùa nhỏ ở khu vực mà ngày nay gọi là Wat Phnom. Về sau, khu vực Phnom Penh ngày nay được người dân gọi theo ngọn đồi, nghĩa là Phnom, và người tạo ra nó là Penh. Địa hình. Nhìn chung lãnh thổ Campuchia giống như một lòng chảo khổng lồ. Ở giữa là một vùng đồng bằng rộng lớn, bao quanh là các cao nguyên và đồi núi thấp. Trong đó, khu vực đồng bằng hay còn gọi là vùng đất thấp trung tâm chiếm 3/4 diện tích đất nước và có độ cao trung bình từ dưới 50m so với mực nước biển. Nó được đặc trưng bởi những cánh đồng lúa phẳng lặng dường như vô tận, những cánh đồng lau sậy và những cánh đồng ngô, thuốc lá, vừng và khoai mì. Rải ra khắp nơi là những cây cọ và những khu vực cây cối rậm rạp. Nửa phía đông của phần đồng bằng lớn được định hình bởi sông Mekong chảy theo hướng bắc nam. Do địa hình khu vực này khá bằng phẳng nên trong mùa mưa, khi nước sông Mekong dâng cao thì tình trạng lũ lụt xảy ra thường xuyên. Nhưng nó cũng cung cấp lượng phù sa màu mỡ cho vùng thượng lưu đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đóng vai trò là tuyến giao thông đường thủy huyết mạch của Campuchia. Còn nửa phía tây của đồng bằng là hồ Tonle Sap cùng với một vùng đất bao quanh nó. Hồ Tonle Sap kết nối với sông Mekong tại Phnom Penh qua con sông cùng tên dài 100 km. Vào mùa khô, khi mực nước sông Mekong thấp, nước chảy ra khỏi hồ theo hướng đông nam rồi đổ ra sông Mekong. Tuy nhiên vào mùa mưa, một hiện tượng bất thường xảy ra. Dòng chảy của sông Mekong lại dâng cao và chảy xiết, khiến dòng nước bị đẩy về phía tây bắc theo hướng sông Tonle Sap và đổ vào hồ Tonle Sap. Do đó làm tăng kích thước của hồ từ khoảng 2.590 km vào mùa khô lên khoảng 24.605 km² vào cao điểm mùa lũ. Do hiện tượng tự nhiên độc đáo này, cộng với lưu vực thoát nước yếu đã biến khu vực quanh hồ Tonle Sap trở thành một vùng đầm lầy và không phù hợp với hoạt động nông nghiệp. Nhưng nó giúp Tonle Sap trở thành một trong những khu vực có nguồn cá nước ngọt phong phú nhất trên thế giới. Như đã nói ở phía trên, bao quanh vùng đất thấp trung tâm là các cao nguyên và đồi núi thấp. Trong đó, ở phía tây nam và phía nam là dãy Kadomam, dãy Elephant cùng với các khu vực đồi núi xung quanh chúng. Những ngọn núi này tạo nên khu rừng nhiệt đới hoang dã lớn nhất lục địa Đông Nam Á. Điển hình là vườn quốc gia Central Kadomam Mountain rộng 10.000 km², cung cấp môi trường sống quan trọng cho hơn 400 loài động vật có xương sống, 70 loài cá và hơn 200 loài thực vật. Nhiều loài trong số đó là loài đặc hữu của vùng này. Ngoài ra, vườn quốc gia này còn có chức năng như một khu rừng đầu nguồn quan trọng ở Campuchia,
ước tính chiếm khoảng 30% lượng nước ngọt vào mùa khô, chạy đến hồ Tonle Sap, nơi có nghề đánh bắt cá nội địa quan trọng nhất Đông Nam Á. Đây cũng là khu vực của ngọn đồi cao nhất Campuchia, là đỉnh Phnom Aero, cao 1.813m so với mực nước biển, nằm cách Phnom Penh khoảng 100km về phía tây bắc. Một hệ sinh thái quan trọng khác ở rìa phía nam, dãy Kadomam và dãy Elephant rừng ngập mặn. Nó có diện tích lên tới 837km² và đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của các loài sinh vật biển. Rừng ngập mặn còn đóng vai trò như một vùng đệm trước sự đe dọa của thời tiết và xói mòn. Ở phía bắc, dãy Dangrek kéo dài từ đông sang tây là địa hình phần lớn biên giới Campuchia và Thái Lan. Thực tế, Dangrek không phải là một dãy núi, nhưng rìa phía nam của cao nguyên Nakhon nằm ở phía đông của Thái Lan, có độ dốc lớn, hình thành nên một vách đá sa thạch cao từ 180 đến 550 mét và kéo dài khoảng 300 km. Còn về phía đông bắc Campuchia là khu vực cao nguyên. Đây là phần mở rộng ở phía nam của dãy Trường Sơn, được bao phủ bởi lớp trầm tích già, xen kẽ đá ỏng và những khu rừng nhiệt đới. Tại đây có hồ núi lửa Jhelum, được chọn vào danh sách 15 miệng núi lửa đẹp nhất trên thế giới. Khoảng 700.000 năm trước, một vụ phun trào núi lửa đã tạo ra hồ nước ở vùng núi Ratanakiri. Bờ hồ Jhelum tạo thành một vòng tròn gần như hoàn hảo. Nó có đường kính 800 mét và sâu khoảng 48 mét. Về khí hậu, khí hậu Campuchia cũng như khắp Đông Nam Á đều bị chi phối bởi gió mùa với nhiệt độ trung bình từ 25 đến 32 độ C. Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, gió mùa đông bắc mang đến một mùa khô hạn kéo dài, nhiệt độ đôi khi có thể lên tới 40 độ C. Còn từ tháng 5 đến tháng 10, nhiệt độ có thể giảm xuống còn 22 độ C khi gió mùa Tây Nam mang đến hơi ẩm từ vịnh Thái Lan và Ấn Độ Dương vào đất liền và gây mưa. Lượng mưa trung bình hàng năm ở Campuchia cũng khá cao, dao động từ 1.400 đến 2.000mm và ở các vùng ven biển thường nhận được những lượng mưa cao hơn so với các vùng nội địa. Theo Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế và Liên Hợp Quốc, thì Campuchia và Philippines là hai quốc gia dễ bị tổn thương nhất ở Đông Nam Á trước tác động của biến đổi khí hậu. Đây là kết quả của dao động phương Nam ảnh hưởng đến bản chất của gió mùa trong khu vực. Các hiện tượng El Nino nói chung mang lại khí hậu ấm hơn và khô hơn, trong khi hiện tượng La Nina diễn ra ngay khi hiện tượng El Nino kết thúc. Nó mang lại khí hậu mát mẻ hơn so với mức trung bình của Đông Nam Á. Về thành phần dân tộc và ngôn ngữ, Campuchia là quốc gia thuần nhất về dân tộc, với hơn 95,6% dân số là người Khmer. Do đó, tiếng Khmer được chọn làm ngôn ngữ chính thức của quốc gia cũng là điều dễ hiểu. Số còn lại gồm 2,4% dân số là người Chăm. Họ thường sống tập trung ở các làng riêng biệt ở phía đông nam của đất nước. Người Campuchia gốc Hoa chiếm khoảng 1,5% dân số. Họ sinh sống chủ yếu ở thành thị. Người Việt Nam chiếm 0,2%, chủ yếu cư trú ở các tỉnh phía đông nam của đất nước, nhưng đặc biệt tập trung ở khu vực biển Hồ và phần tiếp giáp với đồng bằng sông Cửu Long. Còn các nhóm dân tộc có nguồn gốc bản địa được gọi chung là người Thượng, chiếm 0,3% dân số. Họ sinh sống ở khu vực miền núi phía Bắc và Đông Bắc. Về tôn giáo, Phật giáo đã tồn tại ở Campuchia ít nhất là từ thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên, với một số nguồn cho rằng kể từ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, Phật giáo đã du nhập vào vương quốc này. Và cho tới thế kỷ thứ 13, Phật giáo Theravada hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đã trở thành quốc giáo của Campuchia. Và nó vẫn như vậy cho tới ngày nay, với 97,1% dân số theo Phật giáo, cùng với khoảng 4.392 đền thờ, tu viện trong cả nước. Ngoài ra, đất nước này còn có một số tôn giáo khác như Hồi giáo chiếm 2% dân số, Cơ đốc giáo chiếm 0,3% dân số, còn lại là các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào. Về kinh tế, dù kinh tế Campuchia có những sự bứt phá nhanh chóng trong hơn 2 thập kỷ qua, duy trì mức tăng trưởng trung bình 7,7% một năm, nhưng nền kinh tế Campuchia vẫn còn lạc hậu và gặp khá nhiều khó khăn. 50% ngân sách chính phủ vẫn phải dựa vào dòng tiền viện trợ và đi vay từ nước ngoài. Liên Hợp Quốc cũng xếp Campuchia vào hàng ngũ các quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới và trong khu vực, với các chỉ số phát triển kinh tế xã hội cực kỳ ảm đạm. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tính tới năm 2020, GDP danh nghĩa của Campuchia chỉ đạt 25,19 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là 1.591 USD, tương đương với GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2005. Nếu tính theo sức mua tương đương, thì GDP bình quân của quốc gia này cũng chỉ đạt 73,92 tỷ USD và GDP bình quân đầu người ở mức 4.668 USD. Ngoài nông nghiệp, thì dệt may và du lịch là hai ngành nghề kinh tế chủ chốt ở quốc gia này. Trong đó, ngành công nghiệp may mặc chiếm tới 16% GDP và 80% kinh ngạch xuất khẩu của đất nước, với thị trường xuất khẩu chính là EU, Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản.
còn du lịch đóng góp 18,2% GDP quốc gia năm 2019. Cùng với đó là 6,61 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm, phần lớn trong số đó là du khách đến từ Trung Quốc. Nếu bạn yêu thích đất nước Campuchia và có ý định ghé thăm đất nước này thì có thể tham khảo một số địa điểm mà 5 phút thôi gợi ý dưới đây. Phải kể đến đầu tiên là các đền Angkor Wat. Quần thể Angkor Wat là một trong 7 kỳ quan thế giới được UNESCO công nhận. Có thể nói đây là di sản vĩ đại nhất mà người Khmer để lại cho hậu thế. Nằm cách Siem Reap khoảng 6 km về phía bắc, đền Angkor Wat được vua Suryavarman II xây dựng vào nửa đầu thế kỷ thứ 12. Diện tích của cả quần thể rộng hơn 400 km2, chạy bao quanh là một hào nước sâu và rộng. Những ngọn tháp, đền đài, phù điêu và hành lang mênh mông đến từ các tảng đá xếp chồng lên nhau nhìn rất tự nhiên, ngay cả ở trên nóc vòm. Họa tiết trang trí bằng đá như tượng Phật, vũ nữ, chiến binh và những hình hoa sen, minh họa sử thi Ramayana và Mahabharata đều rất sống động, mềm mại. Với thiết kế ban đầu được xây dựng từ đền thờ Hindu giáo, nhưng sau này do có sự du nhập và phát triển mạnh mẽ của đạo Phật, Angkor Wat đã chuyển sang thờ Phật giáo. Đảo Cô Rồng nằm trong vịnh Thái Lan và cách bờ biển Sihanouk Vinh khoảng 25 km. Đảo Cô Rồng ở Campuchia vẫn thường được gọi bằng cái tên ưu ái nhất là Thiên Đường Biển Đảo. Đây là hòn đảo lớn thứ hai ở Campuchia với diện tích hơn 78 km2 và hơn 23 bãi tắm cực đẹp. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ của bãi cát trắng mịn, nước biển trong vắt, ấm áp và khí hậu nhiệt đới dễ chịu. Với những ai thực sự tìm kiếm một chuyến nghỉ dưỡng yên bình, thanh nhàn, để lại sau lưng mọi căng thẳng và mệt mỏi, Cô Rồng là một trong những điểm đến cực kỳ lý tưởng. Cung điện Hoàng gia Campuchia. Ban đầu kinh đô của Vương quốc Campuchia nằm ở thành phố Oudong, nhưng sau này vua Norodom đã quyết định rời đô về Phnom Penh. Ngay sau khi rời đô về đây, quốc vương đã ra quyết định xây dựng nên cung điện hoàng gia này vào năm 1866. Tên đầy đủ của cung điện hoàng gia Campuchia theo tiếng Khmer là Pri Barom Rikchi Vayang Chatomuk. Tổng thể cung điện trông rất hoành tráng và nguy nga với những bức điều khắc chạm trổ tinh xảo. Bên trong khuôn viên của cung điện không chỉ là nơi làm việc và sinh sống của hoàng gia mà còn có một số công trình khác như sân khấu Chanchaya, chùa bạc, điện Napoleon III. Sinhan Novin. Đây là một thành phố cảng ở phía nam Campuchia, được đặt tên theo cựu quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk. Nơi đây có cảng nước sâu duy nhất ở Campuchia và sở hữu nhiều bãi biển đẹp. Biển ở đây sóng nhẹ, lặng gió, bờ cát trắng mịn và tuyệt nhiên không có vỏ sò, vỏ ốc, đá vụn hay san hô vỡ. Mỗi bãi biển đều có nét đẹp hấp dẫn riêng, nơi đông đúc nhộn nhịp với nhà hàng, quán ăn, nơi yên bình tĩnh lặng, nơi lại ngập tràn dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn. Khi du lịch Sinhan Novin, bạn sẽ được trải nghiệm đi tàu ra tắm biển, lặn ngắm san hô hoặc ngủ đêm trên tàu. Ngoài ra, chùa Bạc, bảo tàng Phnom Penh, trung tâm diệt chủng Tuần Sleng, núi Ta Mau và vườn thú Ta Khmau, núi Kulen và sông Ngàn Linga, cầu rồng Kampong Kharay, thành phố Bát Tàng Bàng cùng khoảng 150 sòng bạc là những điểm thu hút khách du lịch đến thăm quốc gia Đông Nam Á này. Vậy là đến đây chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước Campuchia. Bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.